diễn ra từ ngày mùng 3 đến mùng 6 tháng 4 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội. Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 33 do Bộ Công Thương tổ chức đã thu hút hơn 480 doanh nghiệp tham gia với gần 600 gian hàng từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại hội chợ lần này, nhiều thương hiệu Việt đã được giới thiệu với bạn bè quốc tế và đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp định vị thương hiệu, mở rộng thị trường xuất khẩu. Đồ gốm, lụa, các sản phẩm thực phẩm từ làng nghề truyền thống đang được các doanh nghiệp thuộc Trung tâm Khuyến công Xúc tiến Thương mại và Phát triển Cụm Công nghiệp Sở Công Thương Ninh Bình giới thiệu tại Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 33. Qua đây, các doanh nghiệp đã giao lưu trao đổi nhiều ngành hàng, có thêm những khách hàng tiềm năng từ nhiều quốc gia. Tôi muốn tiếp tục giới thiệu các cái sản phẩm này đến đông đảo các cái doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp trong như ngoài nước, đặc biệt là đối với các cái thương vụ thông qua cái hội chợ Expo này thì giới thiệu các sản phẩm của Ninh Bình đến với các cái thị trường nước ngoài. Theo Bộ Công Thương, trải qua 33 năm đồng hành cùng các doanh nghiệp, Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 33 đã trở thành một trong những hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng, có quy mô lớn nhất của ngành công thương Việt Nam, nâng cao năng lực tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, góp phần tích cực trong việc thực hiện cam kết của chính phủ về hội nhập kinh tế quốc tế. Năm nay có gần 50 doanh nghiệp đến từ 23 tỉnh thành phố trong cả nước giới thiệu các sản phẩm là các mặt hàng của địa phương mình, cùng với đó là các doanh nghiệp từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự với 4 khu gian hàng là Ấn Độ, Hàn Quốc, Liên bang Nga và Trung Quốc. Mang lại nhiều giá trị kinh tế cũng như những cơ hội thiết thực giúp cộng đồng doanh nghiệp tăng cường xuất khẩu, phát triển thị trường, nâng cao năng lực tham gia vào chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu, góp phần tích cực trong việc thực hiện cam kết của chính phủ Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế. Đem giải pháp chuyển đổi số, đem giải pháp bán hàng đến cho doanh nghiệp để làm sao doanh nghiệp tiếp cận được với nhiều khách hàng tiềm năng nhất. Ví dụ như ở trong nước thì chúng tôi có những cái giải pháp như là GoSell, GoFB, chuyển đổi số, bán hàng trong nước. Và cái giải pháp thứ hai đấy là chúng tôi có một cái giải pháp về xuất khẩu thông qua kênh thương mại từ Alibaba.com. Cũng theo Bộ Công Thương, thương mại điện tử ở nước ta tiếp tục tăng trưởng mạnh. Về xuất nhập khẩu, cán cân thương mại, cả nước tiếp tục ghi nhận xuất siêu năm thứ 8 liên tiếp với mức thặng dư ước đạt hơn 26 tỷ đô la Mỹ trong năm 2023. Để có được điều này, có sự đóng góp quan trọng, tích cực của các hoạt động xúc tiến thương mại.